Dạ thầy xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì sáng giờ cũng định đi thăm sớm nhưng mà do camera của mình bận quá cả nhà ơi. Thì giờ này cũng tranh thủ cũng 11 giờ trưa đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm 7 nha cả nhà, cùng đi theo mình nha. Đi thôi. Đúng rồi, ở dưới nữa luôn sao. Nhiều cái gì ghê. Cái gì vậy ta? Ghê cái này kìa. Cái gì? Cái lì xì vậy hả? Cái bể chậu đẹp quá kìa. Thôi con cá bể chậu này đẹp quá cả nhà ơi. Rớt thành con này. Nãy hai con cá bể chậu mà rớt thành con này. Con cá bể chậu này đem vô nhà. Đúng. Ít đặt cho đó mà không để miếng mồi nữa sao vô. Thôi, ấm nó vô hết trơn à. Ý là có mưa. Vậy mà không có cá. Không mà đỡ có còn nữa mà. Ờ, tối cái đám mưa hồi tối linh đình luôn có nhà ai mưa mà. Nó muốn ướt luôn cái bên đây rồi cả nhà. Cái chìa khóa mất ổn mất méo qua cái ra nguồn á. Để sâu vô trong rồi mấy động vị chứ. Gì mát ra đây câu cá nữa. Cái đây ha. Ừ. Chuyện khác đi. Tại ngoài đây chóc quá, nóng nực. Mát. Chịu mát xíu. Cả nhà cùng đi theo thằng nha. Đi gì đó không đội cái nón quá. Không dính con. Đừng cua sạch luôn rồi. Cua xỉu luôn rồi. Biết sao không? Tại vì nó không còn hơi thở. Nó bò lên được đâu. Thôi cua càng bự ghê luôn á cái nhà. Tình. Đây mà chịu khó mò cua cũng có nhiều. Ở đây cua nhiều lắm, đừng không chịu đặt dính nhiều lắm luôn á. Cái hồng nó bắt vô cho chị cái hồng. Nãy mấy em bắt được đi sữa. Ở đâu dưới đó hả? Dưới hầm bự con kia kìa. Hầm ngoài chỗ chú bỏ. Đặt lại đi. Cái thì đeo mồi, cái thì không đeo mồi. Không biết đường nào mà. Không có mồi. Mà lại hết mồi á. Cứ để mồi, mình thôi mình mở ra đem chỗ khác đặt đó nha. Trời ơi, cái bắp chuối ngon quá kìa. Thấy tới không? Đâu. Đó, cái bắp chuối đó. Thấy không? Thấy không? Nó bắp chuối rất chẹn. Cả nhà thấy không? Thấy được cái bắp một màu ơi. Thì một cái cho mấy cái. Bên đây nè. Thì đó, chuối đó. Sao mấy cái tay mà xíu vô đó là thế sao? Cái nhà thằng chỉ đây có chuối ngay đây rõ ràng luôn mà. Bé Hải nói mà chỉ ráo kìa. Hai ngón tay với hàng nào người đó. Thì đó là ngay có chuối đó. Chứ đáng lẽ người ta là phải ngoài đây. Rồi chỉ trong kia. Tại xí như ngoài mương đi. Cái này chắc thấy muốn sao tỏi văng luôn hả? Đi sang ngoài kia giật. Qua mấy con mã đi giật. Sao? Dạ, anh đặt dưới đó kìa. Nhưng mà không mấy hôm trước mình đặt đó là không có lúc cả nhà biết sao không? Tại vì mưa quá. Chết rồi. Ở đây không có chỗ.
nước xuống cái dâng nó dâng cái này. Rồi em xin gì nữa thật ở đây. Để mình coi thử có em con không ta. Có hàng nhiều quá đâu nhỉ. Ủa trong đây cũng có cái lùm kìm nữa hả ta. Nước à, nước sông xả vô mà. Giờ nước hồ rồi đó. Thôi mình thăm cái đôi tính cái nhà đây. Ủa đó đều con cá ghét luôn. Đều con cá cái màu mấy trầu gì nó lớt luôn rồi. Áo lên luôn. Su dữ. Hôm nay là một ngày hâm bắt ổn nhất. Bình thường ha. Rồi chắc tại có mấy hải với cả nhà. Chứ bình thường á, hằng đi hâm á, cái tay chừng chín cái cam á, nó bị che lại đó cái tay. Bình thường hằng đi hâm với anh 12 ha. Cá, cua, không có cua cũng có cá ha. Còn bữa nay ha. Nè, người ta không sát cá. Không sát cá rồi. Như là mình xui mới đừng có đổ thừa. Ủa, nóng người ta mang tiếng chết. Chị em mình không có hợp tuổi với nhau. Con mèo với con gà hả? Khỉ. Khỉ hả? Ừ. Ủa mèo với con khỉ cũng trên cây không mà có ở đâu mà không hợp. Hai chị em mà cứ quay chung là bắt ổn lắm. Em hai con nữa. Con khỉ với gì? Con gà. Bởi vì con gà nó mổ con mèo phải rồi. Mèo gượt con gà lại. Bởi vì cái nhà thấy không? Trời ơi. Em nửa khỉ nửa gà đấy. Nói gì nửa khỉ nửa gà mà. Giờ mở cái này ra đặng đem nha. Sẵn thì rồi cái mối đâu rồi. Có mồi luôn á đó nha. Còn mồi luôn nè. Để nó anh chị lấy một ít cho muống để mình vô. Nè đựng con cá sặc nè. Cá sặc đâu? Nè. Ôi đất ơi. Không thấy luôn. Thôi cá sặc ra đi. Bây giờ mình thấy cá muống như cả nhà chứ không có cá gì hết trơn nè. Cá muống vô trụng mì ăn cũng được không mấy mình nè. Sò tỏi. Ăn hết ăn cá muống sò tỏi luôn. Cứ khờ rồi. Tiếng hình để nói ngoài chút. Chứ sao vậy. Quá trời luôn nè. Không thấy gì chứ cũng lâu quá hả ơi. Không biết nổi nào luôn. Cái hồng lại á, cái cá là bao yêu luôn á, cái lô phi lắm luôn á. Không biết là ngoài nó có sâu không? Không đâu, xuống như biết liền cái gì. Không. Vậy là nó cũng cỡ ngang mông mà cả nhà ơi. Nó có sâu thì cái đó hết cứu. Không, xịn. Ở đây xịn nhiều. Mình hái xong rồi chút mình đem hai cái lò xo đó qua bên chỗ đám đông chút mình đặt đi. Hồi tối á anh 12 ảnh văng lưới á cả nhà. Mưa lớn á rồi cá nó chạy á, xe gì người ta lưới mình luôn mà có cá tiết ghê mình nè. Ở xe không có chạy xuống quay được tại giấc tối nữa rồi mình không có đi xuống quay được, tiết ghê luôn á. Phải mình xuống mình quay được cho cả nhà coi bao im luôn. Bỏ tay lưới luôn, nó dính hết trơn tay lưới không biết không có thâu được luôn, phải gom lại á. Nghe kể thôi mà mất khăn. Chơi chỗ đó là sao gom nổi. Cái gì? Chỗ đó là sao gom. Gom lại chứ đâu có thâu được đâu. Giờ cả nhà đợi mình xíu nha. Mình hái một ít. Rau muống này ngoài đồng rau muống không tốn tiền mà hái cho đã luôn. Ba em muốn làm nắng. Trời ơi, ba em mua không? Quá 5.000.
này. Thôi mua không 5.000 thôi. 5.000 đó hơi đắt à. Trời ơi, một bó non ngon như thế này với lại mình dầm nước cái nữa. 5.000 đây là bao rẻ luôn, bao ngon luôn đó nha. Hồi nãy con lo cái sạch á. Cái sạch xỉn luôn. Bây giờ mình đi lên đây, tí nữa đủ ăn rồi. Quan trọng đi lên. Bứt con sầu, bứt cọng dây một cái tốt. Bứt cọng dây một cái tháng tư với gà. Đứa nào đừng bứt cọng dây của tao. Nói nhà bà Hằng lỗi chả phơi khô luôn nè cả nhà, với Hải nó dụng xuống mà nó phơi khô luôn rồi. Nó đầy nãy giờ rồi bà ơi. Nó xanh nè. Em đi đặt lại. Một ngàn cá rau mà không lờ mà biết chết. Được con cá mà. Con cá không đủ nhé cây ăn. Con cá này đem vô để vô cái cục nước để cho nó ăn lăng quăng. Không mấy mình lụm cái bắp chuối con 12 luôn đi. Mình bắt chuối luôn ha. Bắt chuối lắm. Sao? Người nhà không nè. Đừng chí à. Nó đâu qua được đâu. Gần này nè, đây nè. Người trong nhà không mà khỏi lo. Nhà không anh em không mà anh 12 coi video này cũng anh em mình không à. Không có bắt chuối một người không đến nãy nào đâu ha. Hai cái lò đi, hai chị mình hái nha. Đồ đâu hái? Bẻ. Bẻ. Làm như tôi cao lắm gì đấy. Nhảy. Nhảy làm sao gãy nguyên cái chuối. Giờ mình đi xuống mình đặt nha. Chục đại trên đây quả mai. Chục trên đây thì quả mai. Còn cái mưa cái mương nó là cá đâu nữa tại. Này à. Thì không có cá đó. Nên đi dục đó. Rồi để đại vậy được rồi. Nó lăn. Lại đi, vậy nó còn lỗ thở. Đi nhớ không ta. Nên chăng cái mặt nước. Tôi nhảy quá. Cạn cạn đâu sao, nó vô được rồi. Để cho nó phở rồi nữa chứ. Cái gì bà đâu rồi. Không phải, ở ngoài đặt mà hổm đâu có chìm đâu, cả nhà. Tại vì hồi tối, thằng nói là tối mưa bão lớn quá, mưa ngập hết luôn á. Thì nó nước nhiều, chưa có xả kịp, nó bị chìm á. Người ta còn lấy mốt từ chục vô đó cho nổi. Ờ, bữa nay ốc của 12 tốt, quá tốt rồi kìa. Rồi, mai đi làm mướn cho ổng đi. Ngày mai hai chị em mình đi hái ớt cho một cái tiếng nhiêu ta? Tiếng 20.000 ha. Tiếng 20.000 nữa nha. Xương xương tiếng 20.000 thôi. Ta ăn con tới 17.000 mình ăn 20.000. Kiếm sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng được rồi. Sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng nha. Sáng buổi sáng được 160 rồi. Được 320 rồi. Giờ mình đi vô hơn nè người ơi. À quên nữa. Con cua này nó xỉu rồi nắm gì vậy. Chụp đi biết vô rồi. Nó đem vô cũng như không mà. Mình lấy ra muối con cá được rồi. Vô cho nó ăn lăng quăng. Chưa nào mà hấp thu như bữa nay. Chưa bữa nào mà hấp thu như bữa nay. Cô càng cầm nó nè. Thả lại. Đó, cái nhà ơi. Cái món này thì vô sò tỏi nha quý mật cô chú. Thì thằng cũng xin kết thúc video tại đây nha quý mật cô chú. Hôm nay quá trời hắc khu rồi. Hắc khu đậm luôn. Đi vô thôi. Ăn mì á hả? Bào ăn mì. Bào ăn mì. Cái món này ngon lắm luôn á. Rồi mình đi vô thôi.